Quay tiệm bánh mì. Bánh mì Quỳnh Hoa hả? Đây, nhà mình nói bánh mì tiệm này nổi tiếng lắm nha các bạn. Cho nên mình tới mua bánh mì sẵn rồi mình quay cho các bạn. Xin chào cô. Dạ. Xin chào các bạn. Dạ con không mua số mà con gửi con tiền. Gửi con tiền sao? Dạ, ok. Rồi, con đi bán chỗ khác nhé. Rồi, mình mua mua dư dư mấy ổ luôn anh Nam cũng được. À, thì mua đây thử nữa ổ. Ổ không? Mì ngon nha. Mua 8 ổ đi. 8 ổ luôn hả? Lấy 8 ổ luôn đi. Gửi cho mấy người ấy, cho cô ấy. Gửi cho cô bằng cái số ổ đi. Thank you.
mấy cái kia để ba ổ này để riêng cái ngỗ ngỗ này không để nguyên mà để riêng cái ngỗ 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 dễ bịch để riêng đừng có bắt chung không không mày xin ba ổ chú nói liền đây ta làm nó nói ba ổ đó là để riêng ngỗ ngỗ á chú lấy cái mày chú xin chú xong cũng được xin cái bao ra đúng rồi lấy xin cái này nè em đứng trước đi nhé xin mấy cái bọc cái bao thêm này cái năm ổ cái này năm ổ không cả ba ổ trên mấy cái bao bao cho thêm cho anh xin mấy cái bao rồi cho anh ta để cho anh ta dạ đúng rồi làm anh hai hai để cho anh chọn ta dạ, rồi, ok rồi rồi cảm ơn em nha anh Nam 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 à, cho cô này ngẫu đi cho cô bán cái số ngẫu đi cho anh ta tiền người ta cần tiền rồi rồi cho anh tiền cho tiền rồi nãy cho cô tiền rồi giờ cô lấy ngẫu bánh mì ăn nha rồi chúc cô ăn ngon miệng nha rồi chào cô dạ chào cô này hai dưỡng cháu đi mua bánh mì xong bây giờ đi về đang đi trong hẻm này. Chú ăn con mẹ chú ăn con mẹ giờ mình mua mì mua đi về về nhà về phòng mình ăn cái thiệt á hồi nào giờ ông quay YouTube quay của gia đình mình chơi vui thôi tự nhiên bây giờ review quá mì không dám hỏi kỳ quá trời đất ơi nhát vậy đòi làm YouTube nữa không mình xưa đây là làm của gia đình không à nhưng mà thôi các bạn thông cảm từ từ mình dạng dạng chút xíu nha dạ giờ ăn thử bánh mì mỗi tiếng là nãy tên gì thì quên rồi Quỳnh Hoa gì đó ai chị đó chị nổi tiếng lắm mà biết ngon không ai chị đó tặng nè ngon hả đó tặng mà ai tặng chị bên chị Kỳ Mỹ tặng rồi nào là cặn nhãn nhôm gì tầm lum á em ba ăn bánh mì của Quỳnh Hoa đang quá ăn trước đi ăn trước đi ăn trước đi sao vậy không à cho được ăn nữa nè tại là chuẩn bị nửa miệng nữa đây nè đâu sáng mình quay quay đây là khách sạn gì kia Hoàng Anh của Bùi Thị Sưng 29 Bùi Thị Sưng phải không đây là phòng ba người sẵn đó mình review luôn quay cho phòng tắm vô khách sạn ngay phòng đó phòng tắm 3 sao thì cũng bình thường nha các bạn gia đình. Nãy anh nói anh mua tự nấu anh nói không. Mua gì?
giờ ăn đỡ kiểu ăn người nửa ổ rồi lát đi ăn đồ thúi thử đồ thúi ra sao rồi nè phố rồi còn bên đây phòng bên đây bây giờ không luôn. Ồ, mở cửa coi, mở cửa quay chị Vi coi tỉnh chưa? Ồ, đây hai người đang gặp một shop đi nè. Hello. Qua qua ăn miếng mì đi rồi lát đi ăn đủ. Hello, bàn tay đẹp là bánh mì. Đi qua nè. Rồi. Bây giờ mình ăn xong đi rồi tắm rửa mình đi tiếp. Chị đâu? Cái này có gì không có? Có chị đâu? Chị nửa ổ, anh Phước nửa, mỗi người nửa ổ, phải sẵn rồi. Quay cái áo mình thấy đẹp biết sợ.